Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Cuộc họp lúc 0 giờ. Vĩnh Phúc nâng công suất xét nghiệm COVID-19 gấp 5 lần hiện tại. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 tiếp xúc cử tri. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, 0 giờ ngày 5 tháng 5, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, bàn giải pháp ứng phó nhanh với dịch COVID-19. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, ngoài 14 ca dương tính với COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, đến đêm ngày 4 tháng 5, trong tổng số 2.845 mẫu xét nghiệm có thêm 8 mẫu nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết, xác định được 911 trường hợp F1, 2.681 trường hợp F2, 1.450 trường hợp F3, đưa 750 trường hợp đi cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự, 42 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế huyện, thành phố và 4.760 trường hợp cách ly tại nhà. Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị địa phương đã báo cáo làm rõ thêm tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống đã và đang được triển khai. Một số ý kiến đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tăng công suất xét nghiệm COVID-19 nhằm nhanh chóng sàng lọc, phân loại đối tượng và kịp thời có các biện pháp xử lý. Cần hỗ trợ thêm nhân lực, cơ sở vật chất, hậu cần tại các khu cách ly tập trung của các địa phương, chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương khoanh vùng, ra quyết định cách ly ngay các khu dân cư khi phát hiện có trường hợp dương tính, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong thực hiện cách ly tập trung đối với người nước ngoài. Khắc phục ngay những nút thắt trong công tác phòng chống dịch, ngay tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các quyết định liên quan đến phòng chống dịch bệnh như ký quyết định thành lập các khu vực cách ly, lập các chốt phòng chống dịch, ký quyết định đưa người đi cách ly. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đã thẳng thắn phê bình ngành y tế chậm trễ trong việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp F1 để sàng lọc, phân loại đối tượng và kịp thời có các biện pháp xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu ngành y tế phải tăng công suất thực hiện xét nghiệm COVID-19 và ngay trong ngày 5 tháng 5 phải thực hiện xong việc xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ các đối tượng F1 trong toàn tỉnh. Chỉ đạo chung là xét nghiệm đến F1 để tính các bài toán tiếp theo. Nhưng chúng ta cần thiết thì chúng ta phải đi tắt đón đầu, bởi vì nó nhanh thế này. Chúng ta phải xét nghiệm cả F2 để chặn đầu thì nâng công suất lên. Mà cái này tôi chịu trách nhiệm. Báo cáo anh Tùng yên tâm. Tôi là chủ tịch ủy ban tỉnh, tôi quyết định tôi chịu trách nhiệm. Nên trên đây công chí không lo một vài chục tỷ để xét nghiệm, để bảo vệ cái mạng sống của người dân, chúng ta không băn khoăn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị phải tăng công suất các khu cách ly lên gấp 3 lần hiện tại, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực, phục vụ công tác phòng chống dịch, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện dã chiến, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đối với các đối tượng người nước ngoài đang ở các huyện, thành phố phải chuyển lên các khu cách ly tập trung dành cho người nước ngoài của tỉnh. Các địa phương, đơn vị tăng cường quản lý tại các khu cách ly tập trung, tránh để xảy ra lây nhiễm chéo. Về kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, tỉnh luôn đảm bảo đầy đủ kinh phí và giao Sở Tài chính phối hợp với ngành y tế, địa phương, đơn vị xây dựng phương án sử dụng hợp lý nguồn kinh phí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn cấp bách. Vĩnh Phúc nâng cấp độ chống dịch lên cấp độ cao nhất, tạm gác lại các công việc chưa cần thiết, tập trung chống dịch, mở rộng các khu cách ly, nâng công suất xét nghiệm, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định chống dịch.
Đây là những nội dung đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh thông tin tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức vào sáng nay. Dự buổi họp báo còn lãnh đạo một số sở ngành liên quan và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và của tỉnh. Thông tin tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cho biết, trong đêm qua, Vĩnh Phúc có thêm 8 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước đó, Vĩnh Phúc có 14 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch quán Ba Sunny, thành phố Phúc Yên và Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên. Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định nâng công suất xét nghiệm lên gấp 5 lần, quyết tâm trong ngày hôm nay sẽ xét nghiệm xong tất cả các trường hợp F1. Vĩnh Phúc sẽ thực hiện xét nghiệm đến các trường hợp F2. Đây là giải pháp nhanh nhằm ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, tập trung các biện pháp quyết liệt, mở rộng khu cách ly tập trung, bố trí thêm khu cách ly tập trung cho người nước ngoài. Cả hệ thống chính trị dồn toàn lực chống dịch. Ra khỏi địa phương, tạm dừng tất cả các cái công việc không cần thiết, tập trung cao độ cho chống dịch và bảo vệ người dân. Và mục tiêu như Thủ tướng Chính phủ đã nói, bảo vệ người dân, bảo vệ an toàn cho người dân phải được đặt lên trên hết. Tiếp tục huy động tối đa các cái lực lượng thần tốc quyết liệt truy vết F1, triệt để không bỏ sót trường hợp nào, đồng thời quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng là F2, F3, khẩn trương rà soát, sàng lọc sớm, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đối với người dân. Và ở đây chúng tôi đặc biệt chú ý vào mấy cái nhóm trường hợp. Cái nhóm trường hợp thứ nhất là cái số người dân mà vừa rồi có đi du lịch, đi chơi, đi thăm thân, ra khỏi địa phương trong cái dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cái nhóm thứ hai là toàn bộ số người nước ngoài, công nhân ở trong các khu công nghiệp, trong các doanh nghiệp trở về sau cái kỳ nghỉ dài ngày. Giao cho Sở Y tế khẩn trương tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh nâng công suất xét nghiệm COVID-19, đồng thời chuẩn bị ngay các điều kiện về trang thiết bị, nhân lực để đảm bảo cái công suất từ cái việc lấy mẫu đến cái việc mà xét nghiệm tối thiểu gấp 5 lần hiện tại. Liên quan đến vấn đề cơ quan báo chí quan tâm về xử lý người nước ngoài vi phạm quy định chống dịch, đảm bảo phòng chống dịch phục vụ bầu cử, vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cho biết, trong ngày hôm qua, lực lượng công an đã phát hiện, khởi tố vụ án đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Cùng với đó, tỉnh đã xử lý một số cán bộ vi phạm về công tác phòng dịch. Vĩnh Phúc chủ trương tiêm vaccine cho toàn dân, trong đó ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tuyến đầu. Vĩnh Phúc đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát, đưa tin kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch tại Vĩnh Phúc, nhất là tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch, đồng hành cùng tỉnh chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được kết quả giải trình tự gen virus các ca nhiễm ở Vĩnh Phúc lây nhiễm từ nhóm Trung Quốc mắc biến chủng B.1.6.1.7.2 từ Ấn Độ, đồng thời trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và một số địa phương lân cận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh triệu tập cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghe các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo diễn biến dịch bệnh, điều kiện phục vụ cách ly hiện tại và dự kiến thành lập mới các cơ sở cách ly, khả năng công suất lấy mẫu, xét nghiệm, việc triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ chống dịch, trách nhiệm của các sở ngành địa phương trong phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau. Yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm và quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời khẩn trương thực hiện một số nội dung sau. 1. Yêu cầu các sở ngành địa phương tạm dừng các công việc không cần thiết, tập trung cao độ cho chống dịch, bảo vệ người dân. Duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại từng xã, từng huyện và của từng cơ quan. Các thành viên ban chỉ đạo phân công trực 24/24 giờ. 100% thành viên ban chỉ đạo các cấp không được phép tắt máy và đi ra khỏi địa phương. Công bố đường dây nóng của cơ quan, báo cáo thường xuyên tình hình dịch bệnh, trong đó phản ánh rõ các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất đối với ban chỉ đạo tỉnh.
thực hiện phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ, kinh phí tại chỗ, nhân lực tại chỗ, theo đúng phân cấp, phân quyền và nhiệm vụ được giao tại quyết định phân công ban chỉ đạo. Tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống dịch, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý tình huống, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, căn cứ hậu quả xảy ra do nguyên nhân chủ quan để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự, theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh. 2. Xét đề nghị của Sở Y tế và các cơ quan liên quan, Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất chỉ định ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế, các quyết định liên quan đến công tác chống dịch thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý. 3. Giao Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục huy động tối đa lực lượng, thần tốc, quyết liệt truy vết F1 triệt để, không bỏ sót trường hợp nào, đồng thời quản lý chặt chẽ F2 và F3, khẩn trương rà soát, sàng lọc sớm, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đối với người dân đi du lịch hoặc rời khỏi địa bàn tỉnh, quay trở lại tỉnh sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 để kịp thời khoanh vùng, cách ly, truy vết, phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh và tổ chức nhập cảnh trái phép trên địa bàn, chủ động khoanh vùng và có biện pháp cứng rắn ngay đối với các địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh, không để dịch bùng phát, không để bị động bất ngờ. Công an tỉnh mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc nhập cảnh trái phép, các hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường không đúng quy định của pháp luật. 4. Giao Sở Y tế khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh nâng công suất xét nghiệm COVID-19, đồng thời chuẩn bị ngay các điều kiện về trang thiết bị, nhân lực đảm bảo đáp ứng việc nâng công suất lấy mẫu xét nghiệm lên tối thiểu 5 lần, đáp ứng ngay yêu cầu xét nghiệm. Tham mưu đưa người nước ngoài thuộc đối tượng cách ly và các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, duy trì hoạt động bình thường bệnh viện dã chiến, sẵn sàng phòng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Nâng cao chất lượng báo cáo tình hình dịch bệnh theo ngày, trước 16 giờ, thường xuyên cập nhật, rà soát, mở rộng cảnh báo các đối tượng mới chuyển nhóm F1, F2, F3. Kết quả rà soát, sàng lọc đối với người dân quay trở lại tỉnh sau đợt nghỉ lễ. 5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động thực hiện luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh thực hiện phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động sử dụng kinh phí dự phòng để thực hiện phòng chống dịch theo quy định, khẩn trương lựa chọn các địa điểm làm cơ sở cách ly có quy mô có thể mở rộng gấp 3 lần công suất giường bệnh được giao và chuẩn bị ngay cơ sở vật chất để bổ sung giường cách ly với công suất như sau: Vĩnh Yên, Phúc Yên tối thiểu 300 giường trên một thành phố, các huyện còn lại tối thiểu 100 giường trên một huyện. Giao các tổ phòng chống COVID-19 ở các thôn, tổ dân phố, thành phần bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận và nhân viên y tế thôn được thành lập theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 677 ngày 11 tháng 2 năm 2020. Tích cực tham gia công tác phòng chống dịch tại địa bàn quản lý, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo bố trí quần áo phòng hộ trong trường hợp tham gia đưa người đi cách ly, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay để tổ thực hiện nhiệm vụ. 6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì cơ quan liên quan đề xuất bổ sung thêm ít nhất 2.000 giường tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 16 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2021, thay thế nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại mục 5 văn bản số 3067 ngày 4 tháng 5 năm 2021. 7. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu đề xuất kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị, xe chuyên dùng, vật tư y tế phòng chống dịch, tiêm phòng cho người dân, kinh phí hỗ trợ cho các thành viên tổ phòng chống dịch tại các khu phố, tổ liên gia, hỗ trợ tiền ăn đối với các đối tượng thực hiện cách ly tập trung. Tham mưu cân đối, bố trí đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn cấp huyện sử dụng kinh phí theo quy định. Trình dự thảo các nghị quyết liên quan kinh phí phục vụ phòng chống dịch, đôn đốc ngay việc mua xe phục vụ ngành y tế, tổ chức tập huấn và có các văn bản hướng dẫn về thủ tục thanh toán mua sắm trang thiết bị, xe chuyên dùng, vật tư y tế phòng chống dịch, tiêm phòng cho người dân. Kiểm tra việc sử dụng kinh phí thường xuyên. 8. Giao Sở Giao thông Vận tải trưng tập 5 xe buýt và 4 xe 16 chỗ phục vụ phòng chống dịch. 9. Giao Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thủ tục hành chính trong thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức tập huấn hướng dẫn các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố các mẫu ban hành văn bản phòng chống dịch ngay trong ngày 5 tháng 5 năm 2021. Phân công đồng chí Kim Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, số điện thoại 0986 018 855 làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ. 10.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo lịch trực phòng chống dịch 24/24 giờ, thông báo số điện thoại chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng, số điện thoại đường dây nóng. Lập kế hoạch hàng ngày cho chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch. 11. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật tình hình dịch và chỉ đạo của tỉnh, của trung ương. Thông cáo báo chí trước 8 giờ hàng ngày, chủ động làm việc với các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phản bác có ý kiến với các thông tin không đúng, không có tính chất xây dựng, chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cung cấp hình ảnh và tình hình hoạt động của các khu cách ly tập trung cho các cơ quan báo chí. Yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị và nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện. Ngày 5 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh quyết định thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng số nhân lực huy động gồm 141 đồng chí, trong đó công an 66, quân sự 27, y tế 39, thanh tra giao thông 9 tham gia tại 9 chốt kiểm soát. Giao công an tỉnh phân công đồng chí trưởng phòng cảnh sát giao thông chỉ đạo chung cụ thể các chốt như sau. Chốt 1, đầu cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Chốt 2, trạm thu phí đầu đường 100 tại xã Đậu Đức, huyện Bình Xuyên. Chốt 3, đầu cầu Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường. Chốt 4, vòng xuyến đầu cầu Hạc Trì, xã Bù Sao, huyện Vĩnh Tường. Chốt 5, khu vực giáp danh giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Phúc trên tuyến quốc lộ 2C thuộc xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch. Chốt 6, điểm xuống nút giao IC6 cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch. Chốt 7, điểm xuống nút giao IC4 cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Kim Long, huyện Tam Dương. Chốt 8, điểm xuống nút giao IC3 cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Chốt 9, đường đi Thái Nguyên qua đèo Nhe tại xã Ngọc Thành, thành phố Phúc Yên. Thời gian thực hiện từ 15 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2021, căn cứ tình hình dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Công tác Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sẽ quyết định thời gian tiếp theo. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn, đêm hôm qua ngày 4 tháng 5, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã đi kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp cấp bách chống dịch. Tại tổ dân phố Vĩnh Ninh, phường Tích Sơn, ngay sau khi nhận được tin, hai trường hợp F1 đã cách ly y tế tập trung có kết quả xét nghiệm nghi là dương tính với SARS-CoV-2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phường Tích Sơn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phòng chống dịch của thành phố, cách ly khu vực ngách 3, ngõ 2, đường Phạm Văn Đồng, nơi ở của gia đình hai trường hợp nghi là dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, bố trí phương tiện chuyên dụng đưa toàn bộ gia đình của hai trường hợp trên vào khu cách ly tập trung của thành phố tại trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc cũ. Cùng với đó, chỉ đạo các lực lượng phòng chống dịch thành phố và phường Tích Sơn lập tức khoanh vùng, lập sơ đồ, điều tra truy vết các trường hợp F1, F2, tiến hành khử trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân bình tĩnh, không hoang mang, chủ động, tự giác phòng chống dịch bệnh. Hiện phường Tích Sơn đã lập 4 chốt chặn tại khu vực này và yêu cầu người dân ở trong nhà, không ra ngoài. Các đồng chí lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hoa Sen. Khu vực này đã được thành phố và phường Ngô Quyền cách ly ngay khi chuyên gia người Trung Quốc có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn bộ nhân viên làm việc tại trung tâm đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã động viên tinh thần các lực lượng tham gia chống dịch, khắc phục khó khăn, tiếp tục nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, siết chặt quản lý khu vực phòng chống dịch. Kiểm tra khu vực cách ly tập trung của thành phố tại trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc cũ, các đồng chí lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đánh giá cao các lực lượng y tế, quân đội, công an và các lực lượng có liên quan trên tuyến đầu chống dịch. Đồng thời yêu cầu công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tại khu cách ly phải được thực hiện nghiêm ngặt theo các quy định, phòng ngừa lây nhiễm chéo. Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện cần thiết tại khu cách ly tập trung. Tính đến 22 giờ ngày 4 tháng 5, khu cách ly tập trung của thành phố có trên 80 người là các trường hợp F1. Cũng trong đêm qua, các đồng chí lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại tòa nhà Khánh Du thuộc phố Phạm Ngọc Thạch, phường Khai Quang. Đây là nơi cách ly tại chỗ của hai người Hàn Quốc thuộc trường hợp F1. Các đồng chí lãnh đạo thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phường Khai Quang lập chốt, siết chặt quản lý, thực hiện đo thân nhiệt, quan tâm đến sức khỏe các trường hợp cách ly.
đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình nghiêm khắc phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khai Quang và các đồng chí được giao nhiệm vụ trực phòng chống dịch trong buổi tối ngày 4 tháng 5 đã chưa nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch. Sáng nay, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi kiểm tra chỉ đạo phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát dịch bệnh cách ly tạm thời thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, nơi có ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Đồng chí Hà Quang Tiến đã động viên chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm chốt, đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sĩ, lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường việc tuyên truyền tại các chốt để người dân thấy được ý thức trách nhiệm, tự phòng, tự tránh vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngay trong đêm hôm qua, thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên đã thực hiện cách ly y tế vùng có dịch để phòng chống COVID-19. Chính quyền xã Tân Phong đã thành lập 7 chốt kiểm soát dịch bệnh tại thôn Tiền Phong. Thời gian áp dụng cách ly y tế tối thiểu trong vòng 14 ngày, tùy theo diễn biến của dịch bệnh có thể kéo dài hơn. Phương án thì là mỗi chốt, 2 chốt chính, thì là tổng là 2 chốt chính là 24 người, còn lại các chốt khác thì số lượng sẽ ít hơn, trong đó thì cũng sẽ trực 24/24 phân thành 4 ca chia đều cho từng thành viên trực để đảm bảo quân số, không để các cái chốt mà không có người, để đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt đối với các trường hợp ra và vào, và các cái trường hợp ra vào là phải đều được có cái kiểm tra về y tế, đo thân nhiệt để đảm bảo cái công tác phòng chống COVID này. Thôn Tiền Phong là nơi ghi nhận bệnh nhân số 2977 liên quan đến quán karaoke Sunny, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Sau khi các chốt kiểm soát dịch bệnh được thành lập, người dân trong thôn đều tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cán bộ y tế, nghiêm chỉnh chấp hành quy định cách ly. Chốt phong tỏa này bắt đầu phong tỏa từ hôm qua. Bản thân tôi và người dân nghiêm chỉnh chấp hành. Gia đình tôi có 2 con đi làm công ty nhưng mà hôm nay cũng phải nghỉ hết. Một cái đậu kia và một cái cháu ở nhà. Ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại thôn Tiền Phong, huyện Bình Xuyên đã tập trung rà soát, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Với cái phương châm là phải chủ động. Khi mà xảy ra bệnh dịch là chúng tôi cho có thể là cán bộ y tế phối hợp với công an, lực lượng công an và các lực lượng chức năng, đặc biệt là chính quyền các cái địa phương là phải truy vết ngay. Đấy, sau khi truy vết xong là tôi xác định rằng càng truy vết triệt để càng tốt. Đây là cái khâu rất là quan trọng. Sau khi truy vết xong thì ta phải khoanh vùng để cách ly. Cách ly trường hợp này để không lây nhiễm sang trường hợp khác. Nếu mà chúng ta truy vết không hết, một trường hợp bỏ sót, bỏ lọt mà nó sang chỗ khác là chúng ta không kịp cách ly thì nó dẫn đến bùng phát. Chúng ta truy vết được hết, cách ly được ổn định, sau đó thì chúng ta sẽ điều trị dần dần. Đấy là một cái phương châm trong cái việc mà chỉ đạo phòng chống dịch. Đặc biệt là vấn đề truy vết và cách ly là phải làm tuyệt đối nghiêm, nêu cao ý thức tự giác của mỗi người. Qua rà soát truy vết, đến sáng ngày 5 tháng 5, toàn xã Tân Phong có 24 trường hợp F1, 186 F2, 205 F3 liên quan đến ca bệnh số 2977 và Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Các trường hợp F1 hiện đã được đưa đi cách ly tập trung. Các trường hợp F2, F3 đang cách ly tại nhà với sự giám sát chặt chẽ. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên đã quyết định thành lập thêm cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên huy động lực lượng cơ động thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế của thành phố Phúc Yên để phòng chống dịch COVID-19. Đến 16 giờ chiều nay, cơ sở cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã đảm bảo mọi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị với 300 giường sẵn sàng đón công dân đến thực hiện cách ly tập trung. Những ngày gần đây, thông điệp 5K bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế liên tục được nhắc đến trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 đang quay trở lại, việc thực hiện các biện pháp phòng dịch thời điểm này đã được đa số người dân thực hiện nghiêm túc. Đeo khẩu trang khi giao tiếp, không tụ tập đông người là điều dễ nhận thấy tại một số địa điểm công cộng những ngày này.
Tại các chợ, việc giao thương buôn bán cũng được thực hiện thông qua những lớp khẩu trang. Đa số người dân đã có ý thức hơn trong việc phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Tôi là người bán hàng, tôi cũng bảo những cái người mua hàng của tôi là cũng phải chấp hành nghiêm túc, là đến đây là phải có khẩu trang, chúng tôi mới dám bán hàng, không dám không có khẩu trang chúng tôi không dám bán, bởi vì bây giờ là cái độ nguy cơ lây lan là nó rất là cao, cho nên là dân chúng tôi là tất cả đồng tâm là chấp hành đầy đủ. Thứ nhất là không tụ tập đông người, thứ hai là đeo khẩu trang đúng với cả quy định của nhà nước. Ngay sau khi làn sóng dịch bệnh COVID-19 quay trở lại, ý thức của người dân trong công tác phòng dịch ngày càng được nâng cao. Không còn cảnh nhộn nhịp, đông đúc, những ngày này tại các địa điểm công cộng như khu vực quảng trường, công viên đã vắng vẻ hơn và ai nấy đều nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang phòng dịch. Bên cạnh đa số người dân có ý thức chấp hành thì còn một số ít lại chưa nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Mặc dù đã có tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng khi được hỏi bằng cách này hay cách khác cũng đều có lý do cho việc không thực hiện đeo khẩu trang. Phòng dịch thì chúng tôi cũng hiểu và đi thể dục thì cũng đều có khẩu trang hết. Chỉ lúc nào mà mệt quá hoặc là mình khó thở ấy, thì bỏ ra tí. Còn lúc nhìn từ lúc đông hoặc là ấy thì vẫn đeo khẩu trang bình thường. Lúc nào cũng có khẩu trang. Nhìn lại chặng đường chống dịch COVID-19 có thể thấy chuyện thành bại cho công tác chống dịch không thể thiếu được vai trò của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Cùng với sự nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu thì mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương thì ý thức của người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc thông báo và đề nghị những người dân đã đến các địa điểm và trong các khoảng thời gian sau. 1. Quán karaoke Sunny, địa chỉ khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trong khoảng thời gian từ 21:30 ngày 23 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2021. 2. Quán hải sản ngon, địa chỉ xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trong khoảng thời gian từ 12 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2021. 3. Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, địa chỉ đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian từ khoảng 21 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2021. Đề nghị liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn. Bộ Y tế 1900 9095, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc 0965 071 010, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc 0966 409 364, thực hiện khai báo y tế trực tuyến https://tờkhaiyt.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính đến 16 giờ ngày hôm nay mùng 5 tháng 5, Vĩnh Phúc đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 14 ca trong tỉnh và 2 ca nhập cảnh được cách ly tại khách sạn Big Star, 9 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Tổng số trường hợp được theo dõi giám sát 7.006 trường hợp, số trường hợp tiếp xúc vòng 1 1.058 người, số trường hợp tiếp xúc vòng 2 3.777 người, số trường hợp tiếp xúc vòng 3 2.171 người, số trường hợp đang cách ly tại tỉnh 7.703 người. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại một số địa phương trong tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Lịch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 năm 2021. Tại huyện Yên Lạc, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 12, gồm ông Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Phú Sơn, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư tỉnh đoàn, cùng ông bà ứng cử viên có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tề Lỗ, Trung Nguyên, Đồng Văn để vận động bầu cử. Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, các ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình hành động tập trung các vấn đề cử tri quan tâm như tham gia xây dựng các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu mạnh,
các ứng cử viên hứa trước cử tri sẽ luôn lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri quan tâm tới các cơ quan chức năng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tại huyện Sông Lô, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2, gồm ông Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ông Lê Tất Hiếu, tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, bà Thái Quỳnh Mai Dung, trưởng ban đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ông bà ứng cử viên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Sông Lô để vận động bầu cử. Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tập trung các vấn đề cử tri quan tâm như tham gia đóng góp xây dựng các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng chính quyền vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Cùng đó, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động, nâng cao đời sống nhân dân, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt các chương trình hành động đó, các ứng cử viên nêu quyết tâm sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác của bản thân, phát huy cao nhất vai trò vị trí công tác phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, gần gũi, tiếp thu ý kiến nhân dân là cầu nối truyền tải những kiến nghị của cử tri tới các cấp, các ngành liên quan. Cử tri tại huyện Sông Lô nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện đúng chương trình hành động cũng như cam kết của mình. Hội nghị tiếp xúc cử tri lần này là dịp để cử tri tiếp xúc gặp gỡ với những người ứng cử, nhằm hiểu rõ hơn người ứng cử, đánh giá năng lực trình độ của mỗi ứng cử viên. Trên cơ sở đó, cân nhắc, lựa chọn, bầu những người có đủ tiêu chuẩn để thay mặt nhân dân tham gia Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 11, gồm ông Nguyễn Văn Độ, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên, cùng các ông bà ứng cử viên đã tiếp xúc với cử tri thị trấn Hương Canh và xã Quất Lưu để vận động bầu cử. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và nghe chương trình hành động của từng người ứng cử, với mong muốn đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri, chương trình hành động của những người ứng cử đều thể hiện rõ định hướng những việc mình sẽ làm nếu được bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Căn cứ vào vai trò, chức năng, nhiệm vụ hiện tại, các ứng cử viên đại biểu đã trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, gửi gắm vào đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đánh giá cao năng lực, trình độ và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, cử tri thị trấn Hương Canh và xã Quất Lưu mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, phát huy hết trách nhiệm để tích cực tham gia quyết định các chính sách quan trọng của tỉnh và giải quyết kịp thời các vấn đề mà nhân dân quan tâm. Tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 5 huyện Tam Đảo gồm ông Vũ Giang Hậu, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tam Đảo và các ông bà ứng cử viên đã tiếp xúc với đại diện cử tri các xã Tam Quan, Hồ Sơn và thị trấn Đại Đình để vận động bầu cử. Đơn vị bầu cử số 5 bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 9 xã thị trấn thuộc huyện Tam Đảo. Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên, bám sát các quy định của pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên. Các chương trình hành động của từng ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn. Các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh và huyện. Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, triển khai dứt điểm các chương trình hành động, hoàn thành và hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.